Thầy phong thủy tiết lộ đặt muối ở chỗ này, tiền về ào ào như thác đổ, nghèo mấy cũng giàu. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, nếu như trong góc độ ẩm thực, muối là một loại gia vị không thể thiếu để chế biến các món ăn. Còn theo góc độ phong thủy thì muối chính là một liệu pháp phong thủy rất mạnh để thu hút sự giàu có, sức khỏe và may mắn. Để hiểu rõ liệu pháp phong thủy độc đáo, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ chia sẻ những thông tin chi tiết và thú vị xung quanh câu chuyện phong thủy đặt muối trong nhà để tài lộc thi nhau kéo đến với gia chủ. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Muối được xem là một loại gia vị quen thuộc và cần thiết trong căn bếp, nấu giúp món ăn thơm ngon, đậm đà hơn. Ngoài ra, theo phong thủy, muối còn được xem là một loại bùa hộ mệnh hữu nghiệm. Loại bùa này được người xưa khuyên là để trong các góc nhà, giúp xả xui, tẩy đi những ô uế, xui xẻo ra ngoài và đồng thời rước may mắn, lộc lá về nhà. Không chỉ riêng Việt Nam và một số nước trên thế giới cũng xem muối mang đến điềm lành, xua đuổi khí xấu. Thứ nhất, vị trí tốt nhất trong nhà để đặt bát muối là hướng Đông Nam. Nhà nào cũng có muối, đó là điều chắc chắn bởi đây là nguyên liệu nấu ăn rất quan trọng. Chưa kể đến, muối còn phát huy được tác dụng trong việc làm đẹp hay dọn dẹp nhà cửa, thông tắc cống. Tuy nhiên, đến với nội dung chương trình ngày hôm nay, quý vị và các bạn sẽ được biết thêm một công dụng vô cùng tuyệt vời khác của muối ăn. Muối là khoáng chất có khả năng làm sạch. Từ xa xưa, ông bà ta vẫn dặn mỗi khi dọn đến nhà mới, chúng ta nên rải muối vào mỗi phòng, đặc biệt là góc nhà, để một ngày rồi quét sạch đi. Mục đích của việc này chính là hấp thu những năng lượng không tốt còn tồn đọng trong nhà từ trước. Và thật ra, hiểu một cách dễ dàng hơn chính là để cho bầu không khí trong ngôi nhà được thanh lọc. Bởi sau nhiều năm, ngôi nhà chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều nấm mốc, bụi bẩn, không khí không trong sạch. Còn theo phong thủy, muối có khả năng hấp thụ năng lượng tiêu cực, mang đến nguồn năng lượng tích cực, tinh khiết cho chúng ta, cũng như cho không gian sống. Ông bà ta có câu, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, nghĩa là mua muối đầu năm để xua đuổi những nguồn năng lượng tiêu cực của năm cũ và mang đến may mắn cho năm mới. Chính vì vậy, các chuyên gia phong thủy cho rằng đặt muối ở hướng Đông Nam bởi hướng này là đại diện cho cung tài lộc và có khả năng đẩy lùi những nguồn năng lượng xấu và hút năng lượng tốt, giúp vận khí của gia chủ trở nên thịnh vượng, tốt đẹp. Đặc biệt, ngoài đặt một bát muối ở hướng Đông Nam, bạn nên đặt thêm một bát muối ở hướng Đông để cải thiện tình trạng gia đình thường xuyên xảy ra cãi vã. Gia đình sẽ trở nên thuận hòa, ấm êm hơn nhờ bát muối phong thủy, trấn giữ và bảo vệ khỏi những tai bay vạ gió. Đồng thời, ngoài việc đặt bát muối ở góc nhà, góc phòng để cải thiện tài vận và hóa giải vận hạn, đen đủi, thì mọi người cũng có thể rắc muối xung quanh nhà để cải thiện số mệnh, đem lại may mắn. Theo quan niệm của người xưa, để bảo vệ gia chủ khỏi những rắc rối, những điều xấu xa, chú ý cần tuân thủ đúng những hướng dẫn làm bát nước muối phong thủy để đạt hiệu quả tốt nhất. Đồng thời, đặt nó ở các cung bát quái thích hợp và không được sử dụng quá một năm. Thứ hai, đặt muối ở trong ví tiền. Các chuyên gia phong thủy cũng khẳng định khi đặt muối và đồng xu vào trong ví tiền, muối sẽ ăn mòn kim loại. Quá trình chuyển hóa này sinh ra điện tích và năng lượng khiến chiếc ví bỗng trở thành mũ chiêu tài. Thế nên, con đường tài vận của bạn sẽ trở nên hanh thông, thuận lợi, bất ngờ. Thứ ba, đặt bát nước muối ở nơi có năng lượng không tốt giúp hấp thụ năng lượng tiêu cực. Bạn hãy cho tiền xu vào bát nước muối đặt ở những nơi có năng lượng không tốt. Điều này sẽ giúp ngôi nhà của bạn xua đuổi được những năng lượng tiêu cực và vận khí xấu. Trước tiên, bạn cho muối vào bát hoặc ly thủy tinh chiếm 3/4 bát. Đặt 6 đồng tiền xu xếp theo hình vòng tròn lên trên mặt muối. Chú ý đặt mặt dương,
mặt có ký tự khác hướng lên trên. Sau đó, bạn đổ nước đầy đến miệng bát, đặt bát muối lên một miếng vải lót và không đậy bất cứ thứ gì lên trên miệng bát. Bạn nên đặt bát ở những nơi tiếp xúc với không khí, tránh những không gian kín như tủ, chạn bát. Bát muối sau một thời gian sẽ xuất hiện phản ứng, muối có hiện tượng kết tủa tràn ra ngoài miệng bát. Do đó, nếu e ngại về vấn đề thẩm mỹ, bạn có thể để bát muối ở góc khuất hoặc đằng sau vật nào đó như ghế sofa, màn hình tivi, cây. Trong vòng 1 năm, để yên bát muối tại một vị trí, không xê dịch. Nếu không, năng lượng tiêu cực đã tích tụ sẽ tan vỡ. Thứ tư, tắm nước muối để xài vận xuôi. Bạn có thể tắm nước muối để xài xuôi, giúp da sạch sẽ, thanh lọc cơ thể và mang đến tinh thần sảng khoái hơn. Bạn chỉ cần hòa muối vào bồn nước để tạo thành dung dịch nước muối và ngâm mình vào trong. Sau đó, tắm lại bằng nước sạch như bình thường. Nếu là nam giới thì dùng 7 muỗng, còn nữ giới thì hãy dùng 9 muỗng. Thứ năm, dùng muối tẩy sạch đá quý phong thủy và thạch anh. Muối tượng trưng cho tình cảm mặn nồng, no đủ. Màu trắng của muối mang ý nghĩa tinh khiết nên rất thích hợp để dùng để tẩy uế đá. Bạn bỏ muối vào hũ và cho thạch anh và đá phong thủy vào để ngoài trời 1 ngày. Một cách khác là ngâm đá thạch anh và đá phong thủy khoảng 3 tiếng trong nước muối biển và loãng, sau đó rửa sạch. Phương pháp này rất thích hợp sử dụng cho cách tẩy uế đá thạch anh hoặc những loại đá có độ cứng từ 4.0 trở lên, vì những đá cứng dưới trung bình sẽ bị ăn mòn bởi muối biển. Thứ sáu, đốt muối sông nhà. Muối có tác dụng trừ tà rất hiệu quả, hấp thụ năng lượng xấu và mang lại năng lượng thuần khiết cho ngôi nhà. Vì vậy, khi chuẩn bị về nhà mới hoặc văn phòng mới, bạn có thể dùng muối để cột tẩy tà khí, đem lại năng lượng tích cực hơn. Cách sông nhà mới bằng muối tẩy uế là bạn bỏ muối vào nồi hoặc chảo kim loại nhỏ và đổ cồn nước sấp mặt muối, châm lửa đốt và để cồn cháy hết. Sau đó, bỏ muối vào túi và mang ra ngã ba bỏ đi. Trong khi đốt, đóng cửa để tránh gió thổi vào. Khi hoàn tất thủ tục tẩy uế nhà cửa bằng muối, bạn nên mở các cửa để ngôi nhà tràn ngập năng lượng mới. Thứ bảy, rắc muối xung quanh nhà giúp ngăn chặn các nguồn năng lượng tiêu cực. Muối là thứ nguyên liệu rất phổ biến và cực kỳ rẻ tiền mà không nhà nào là không có. Công dụng của muối không chỉ có trong dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn mà còn được dùng trong làm đẹp, thông tắc cống, sát trùng, diệt khuẩn. Thậm chí theo quan niệm phương Đông, muối còn có thể dùng để trừ tà, đuổi vận xui. Có thể bạn đã dùng muối trong rất nhiều công việc khác nhau, nhưng chắc hẳn bạn chưa hề nghĩ tới việc rắc muối quanh nhà. Nghe thì có vẻ kỳ lạ, nhưng trên thực tế, việc rắc muối quanh nhà có khả năng hấp thụ năng lượng tiêu cực, mang đến nguồn năng lượng tích cực, tinh khiết cho con người cũng như cho không gian sống. Bởi vậy, ngoài dùng cách này để đuổi kiến và muỗi, việc rắc muối trong nhà, đặc biệt là ở các góc và trong phòng rồi quét sạch đi khi chúng ta chuyển đến nhà mới, còn có thể giúp hấp thu những nguồn năng lượng không tốt còn tồn đọng trong nhà từ trước, giúp không khí được thanh lọc, trong lành hơn. Thêm vào đó, rải muối xung quanh phía ngoài ngôi nhà hoặc cửa ra vào sẽ giúp ngăn chặn nguồn năng lượng tiêu cực và làm sạch luồng khí vào nhà bạn. Rải một ít muối trên sàn nhà vào buổi tối và quét sạch đi vào sớm hôm sau, muối sẽ giúp xua đuổi quỷ dữ, tránh xa gia đình bạn. Quý vị thân mến, ngoài cách sử dụng muối để thu hút tài vận, bạn có thể kết hợp muối và chanh tươi. Nếu như bạn muốn đuổi nguồn năng lượng xấu ra khỏi nhà và hút nguồn năng lượng tốt để cả gia đình luôn được bình an và may mắn, thì bạn hãy sử dụng một đĩa chanh muối để làm việc này. Thứ nhất, dùng đĩa chanh muối để thay đổi tài vận. Nếu trong gia đình bạn có người thường xuyên bị đau ốm, chúng ta thường tồn tại một nguồn năng lượng xấu khiến mọi người trong gia đình gặp khó khăn trong việc làm ăn, sức khỏe kém, thì bạn cần phải thay đổi vận mệnh cho gia đình mình. Nếu bạn muốn đuổi nguồn năng lượng xấu ra khỏi nhà và hút nguồn năng lượng tốt để cả gia đình luôn được bình an, may mắn, bạn hãy sử dụng một đĩa chanh muối để làm việc này. Để loại bỏ những nguồn năng lượng xấu tích tụ lâu trong ngày, bạn hãy thử đặt 3 quả chanh cắt làm 4 và cho vào một cái đĩa, rắc thêm một ít muối lên trên, sau đó đem đặt ở cạnh giường. Lưu ý, số quả chanh nên là số lẻ 1, 3, 5, tùy theo gia chủ lựa chọn. Bạn cũng có thể đặt thêm tại các góc khuất, góc tối trong nhà để chúng có thể hút hết những uế khí tại những nơi này. Ngoài ra, bạn nên thay mới chanh hàng ngày. Tuy nhiên, nên nhớ đừng chạm trực tiếp vào những trái chanh này,
có thể đổ thẳng vào túi ni lông. Sau 5 đến 7 ngày liên tục, bạn sẽ cảm nhận được những nguồn năng lượng mới mẻ và tích cực trong ngôi nhà của mình. Công danh, sự nghiệp hay tài lộc cũng theo đó mà suôn sẻ, thuận lợi hơn rất nhiều. Có thể nói, đây là một trong những mẹo phong thủy đổi vận đơn giản, dễ làm nhất mà bạn có thể thực hiện. Thứ hai, muối chanh mang lại lợi ích không ngờ cho sức khỏe. Không chỉ có tác dụng hút các nguồn năng lượng xấu, chanh muối còn được đặt ở cạnh giường giúp cho bạn có được giấc ngủ tốt hơn, tinh thần được thư giãn và sảng khoái hơn mỗi khi thức dậy. Hương thơm của chanh có tác dụng kích thích não bộ, tăng khả năng tập trung và cải thiện trí nhớ đáng kể. Bạn có thể đặt chanh và muối ở cạnh nơi làm việc của mình, vừa mang lại tinh thần hứng khởi, tăng cường sáng tạo và thúc đẩy sự nghiệp phát triển đi lên. Sự kết hợp giữa chanh và muối còn giúp thanh lọc, loại bỏ những chất độc hại trong không khí, cho bạn một không gian sạch sẽ và thoáng mát, rất tốt cho sức khỏe của bạn, đặc biệt là tốt cho gan, phổi. Tinh dầu từ vỏ quả chanh còn có tác dụng xua đuổi muỗi và côn trùng cực kỳ hiệu quả. Bạn chỉ cần đặt một vài quả chanh ở cạnh giường hoặc như khu vực ẩm thấp trong nhà, hương thơm từ loại quả này sẽ khiến kiến, ruồi, muỗi phải tránh xa. Thứ ba, muối và chanh giúp tình duyên thuận lợi. Không chỉ có tác dụng giúp thay đổi tài vận, sự kết hợp này còn giúp gia chủ hóa giải những hiềm khích mâu thuẫn, tình cảm vợ chồng nhờ thế mà ngày càng khăng khít. Với người độc thân, sự tươi mới toát ra từ con người bạn cũng sẽ thu hút được không ít đối tượng khác nhau, hứa hẹn sớm tìm được nhân duyên cho riêng mình. Có thể nói, mẹo phong thủy nho nhỏ này sẽ khai mở cho con đường tình duyên của bạn sớm được như ý nguyện. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.